Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn dự án Sandbox. Đây là một dự án Sandbox về ICO rất là tiềm năng và được đánh giá rất cao trên các bảng xếp hạng ICO. Thì dự án Sandbox thì sẽ bắt đầu ICO trong khoảng 20 giờ nữa, và cái phần họ đã hoàn thành 100% pre-sale. Bạn có thể thanh toán mua ICO Sandbox bằng Bitcoin, Ether, Visa hoặc MasterCard. Trên đây thì có cái phần chat của dự án này luôn. Nếu như có phần thắc mắc nào thì bạn có thể đặt câu hỏi tại đây. Dự án này thì sẽ làm việc như thế nào? Sandbox sẽ cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi các điểm khách hàng thân thiết, phiếu giảm giá và chứng từ thành các tài sản mã hóa. Chúng trở lên có thể giao dịch và có giá trị thị trường thực sự. Đây là video giới thiệu về Sandbox. Ví dụ như là các doanh nghiệp. Things used to be so simple. Customers found something they liked and they bought it. And sometimes they even got gifts for being good customers. But now everything is so complicated. There's so much to choose from. So little time to waste, and so much data to give for. Dưới đây sẽ là những phần thông tin về chương trình. Bạn có thể xem chi tiết qua whitepaper này hoặc qua one page của dự án này. Thì hiện nay thì đối với dự án này thì mạng đối tác của Sandbox thì gồm có rất là nhiều các nhà cung cấp hệ thống thanh toán, thương hiệu và người bán, các khoản cho vay ngang hàng. Gồm có hơn 5 triệu khách hàng và hơn 1.000 cửa hàng nhà bán lẻ trực tuyến này, và trong đó thì thị trường này sẽ tiếp cận đến 60 triệu đô la, như là ở ETH Land này, Elo Order này, Movinga này, JGIP này, Bluepoint này. Về giao thức làm việc của Sandbox thì giao thức này là giao thức thỏa mãn được xây dựng trên blockchain Ethereum. Nó sẽ tạo ra một tập đoàn tự trị kết nối các doanh nghiệp và khách hàng với nhau bằng cách tận dụng sức mạnh của blockchain và smart contract. Ví dụ đây là blockchain này thì sẽ kết nối giữa các khách hàng, giữa các nhà cung cấp như là dịch vụ travel này, restaurant này, car này, bar này, sẽ kết nối đến các khách hàng với nhau. Về hợp đồng blockchain and smart thì giao thức không tin cậy có thể được truy cập với mọi người, cho phép các doanh nghiệp tiếp cận liền mạch, tham gia vào một tập đoàn hợp đồng thông minh mà không cần phải đàm phán hoặc tăng lòng tin của khách hàng thông qua tính minh bạch và quyền riêng tư. Phân tích dữ liệu và bảo mật, dữ liệu ẩn danh về khách hàng có sẵn cho các doanh nghiệp tham gia. Dữ liệu được mã hóa và chỉ dữ liệu phân tích được trích xuất mà không tiết lộ thông tin cá nhân. Nói một cách đơn giản thì chúng tôi cung cấp dữ liệu cho các doanh nghiệp và sự riêng tư cho khách hàng. Khi mà tham gia phần chương trình này thì các bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng qua khảo sát của trò chơi. Các doanh nghiệp có thể tham gia tốt hơn với khách hàng của họ thông qua các chương trình khách hàng thân thiết này, thông qua các cuộc khảo sát, cuộc thi, trò chơi và nhiều ứng dụng khác bằng ứng dụng di động Sandbox. Khách hàng sẽ được xác thực và tự động thưởng bằng giao thức. Đối với phần giới thiệu mã sự hài lòng, Sandbox viết tắt rồi này, SAT, đây là một loại tiền điện tử có giao dịch ERC20 trên chuỗi Ethereum. Nó là cầu nối giữa các tập đoàn và phần còn lại của thế giới. Mỗi doanh nghiệp tạo mã thông báo có thương hiệu của riêng mình được gắn với SAT. Token sẽ được gắn với thương hiệu được tạo ra bằng cách sử dụng SAT được mua trên thị trường. Trao đổi, token sẽ được gắn thương hiệu, trao các quyền và khả năng khác nhau cho các khách hàng như thanh toán này, bỏ phiếu, xếp hạng hoặc truy cập các tính năng cao cấp. Với phần đó là yêu cầu bắt buộc khi mà các khách hàng muốn sử dụng chương trình của Sandbox thì bắt buộc phải thanh toán bằng SAT. Vì vậy sẽ tăng lên cái sự cần thiết của token này, tiền điện tử này, và tăng giá trị của nó trong tương lai.
Đối với cái phần về Stanlux thì đây sẽ là một khả năng vô tận. Thế các thương hiệu lớn trên thế giới thì đang bắt đầu xem xét công nghệ blockchain cho sự phát triển tương lai của họ. Và đây chỉ là sự khởi đầu. Trong một tương lai gần thì mỗi một trong những thương hiệu đó sẽ bắt đầu sử dụng blockchain để thắt chặt mối quan hệ với khách hàng của họ. Do đó dẫn đến vô số các thẻ được gắn thương hiệu. Giao thức của Stanlux sẽ có thể cai trị tất cả những thông tin này. Bạn có thể nhận thêm thông tin tin tức về Stanlux qua CIO, CoinSpeaker, Lightdat, TechOne, vân vân. Và một vài những bài báo khác như là Etherland này, Stanlux đối với đối tác chiến lược, các tiện ích của SAT cho chủ sở hữu thẻ khách hàng và thương hiệu, vân vân. Dưới đây đó là đội ngũ của Stanlux. Thì tất cả các nhóm của chúng tôi chia sẻ cùng một tầm nhìn để trả lại giá trị cho sự tham gia của khách hàng. Chúng tôi tin vào phân cấp và làm việc chăm chỉ hàng ngày để cung cấp các sản phẩm tốt nhất và làm cho tầm nhìn của chúng tôi trở thành hiện thực. Người quản lý sản phẩm đó là ông Vanglai Pakolevua. Ông là sẽ là nhà quản lý sản phẩm, nhà phát triển kiêm đồng sáng lập. Cô Sarah Dian sẽ phụ trách về kinh doanh tiếp thị. Ông Vladimir Gamer sẽ phụ trách về kỹ thuật phần mềm. Dưới đây là những thành viên của đội ngũ Stanlock. Cố vấn của dự án Stanlock được hỗ trợ bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực của blockchain, tiền điện tử, truyền thông và tiếp thị kỹ thuật số. Như ông Simon Cooking, đây là cố vấn marketing. Ông Will Collins sẽ là cố vấn chiến lược. Ông Harold Kim là cố vấn tài chính. Một vài thông tin sự kiện bạn có thể tham gia đối với kết hợp với Stanlock như là Dubai diễn đàn blockchain thế giới. Hội thảo này đã bắt đầu và kết thúc rồi. Dubai sáng kiến blockchain và hội nghị đầu tư. Manchester của gặp gỡ blockchain. Và còn rất là nhiều sự kiện nữa mà đội ngũ của Stanlock đã tham gia. Để tham gia với Stanlock, bạn có thể đăng ký email trên này để nhận bất kỳ thông tin nào mới nhất của đội ngũ người ta cung cấp. Rất mong là các bạn sẽ tìm hiểu thật kỹ về dự án ISO Stanlock này, vì nó được đánh giá rất là cao trên các bảng xếp hạng với ISO. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.